lưới Lào bằng lưới Si, sông Lào bằng sông Ái. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng và Sư Sinh Nhường Mít này cho Rum ạ. Sa thú lầm tai, con kính tri ân Sư Tuệ Nhẫn. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Pháp Tính, Sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Thamachari, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 251. Nát thi ra ga sa mồ ác ghi, nát thi đồ xá xá mồ gá hồ, nát thi mồ xá mằng trà lằng, nát thi tần hà xá mà na đi. Nát thi ra ga sa mồ ác ghi, nát thi đồ xá xá mồ gá hồ, nát thi mồ há xá mằng trà lằng, nát thi tần hà xá mà na đi. Nát thi ra gá sa mồ ác ghi, nát thi đồ xá xá mồ gá hồ, nát thi mồ há xá mằng trà lằng, nát thi tần hà xá mà na đi. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nát thi ra gá sa mù ác ghi, nát thi đồ xá xá mù gá hồ, nát thi mù há xá mằng trà lằng, nát thi tần hà xá mà ná đi. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si ma, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Thọ. Dạ, cảm ơn chị Lan Ngân. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Thâm Ma Cha Rí, cô tu nữ Tị Nhiên, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Cơ Sức An Ninh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 251 ạ. Na thi ra ga sa mô át ghi, na thi đô sa sa mô ga hô, na thi mô ha sa năng cha lăng, nát thi tăng ha sa ma na di, nát thi ra ga sa mô a di, nát thi đô sa sa mô ga ho, nát thi mô ha sa năng cha lăng, nát thi tăng ha sa ma na di. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nát thi ra ga sa mô ác ghi, nát thi đô sa sa mô ga hô, nát thi mô ha sa năng cha lăng, nát thi tăng ha sa ma na ni. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt tăng. Lưới nào bằng lưỡi si mê, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong rồi, xin gửi mít lại cho cô tu nữ Tự Duyên ạ. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Và kính chào đạo tràng. Dạ, không biết có nghe rõ không, vì ở đây đang trời mưa lớn quá. Dạ, cảm ơn Trần Đạo.
Nhật Quỳnh có cho tự nhiên xin bài học ạ. Alo, alo. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Na ti ga ga sa mô ác ghi Na ti đô sa sa mô ga hô Na ti mô ha sa măng cha lăng Na ti tâm ha sa ma na đi Lửa nào bằng lửa thân, nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái, na ti ga ga ma lo ác di, na ti đô sa sa mô ga hô na ti mô ha sa măng cha A lăng na ti tan na sa ma na di lửa tham ghê lắm ai ơi hận sân cũng vậy đốt người đốt ta lưới nào bằng lưới si ma sông nào sánh được ái hà dầm sâu dạ khổ hơn này của hòa thượng dạ tự nhiên đã kể xong dạ, bây giờ thấy tín hiệu chị An Phương dạ kính mời chị dạ con cảm ơn cô Tề Duyên dạ Nam Mô Bụt Tha dạ Nam Mô Tham Ma dạ Nam Mô Sanh Kha dạ con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh con kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính con kính đảnh lễ không thấy người ta dạ. Dạ con kính đảnh lễ cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc và kệ câu Pháp Cú số 251. Dạ kính cảm ơn chị Đặng Đông Trần Đạo. Dạ. À, Ái Minh. Dạ. Na thi ra ga sa mô ga gi at gi na thi đồ sa ma mô ga ga hồ na thi mô sa ha măng cha lăng Na thi tằng hà sam mà na đi na thi ra gan sa mô an ghi na thi chô sang sa mô ga hô na thi mô hang sa măng cha lăng Na thi tăng hăng sa ma na đi Na thi răng ga sa mô an ghi Na thi su sa sa mô ga hô Na thi mô ha sa măng cha lăng Na thi tăng ha sa ma na di na thi ra gan sa mô an yên na thi so sa sa mô ga hôn na thi mô ha sa man cha lăng na thi tăng ha sa ma na di dạ thưa đây là phổ dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lửa nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lửa nào bằng lửa si ma, sông nào gánh được ái hà sông sâu. Dạ đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ kính mời chị Cẩm Vân ạ.
Dạ Nam Mô Bức Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ tăng, con kính hành lễ thường tọa minh hạnh đại đức pháp tính, đại đức tuệ nhẫn cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 251. Nát thí ra giá xá mô ác ghi, nát thí đô xá xá mô giá hồ, nát thí mô há xá măng cha năng, nát thí tăng hà xá ma ná đi, nát thí ra giá xá mô ác ghi, nát thí đô xá xá mô giá hồ, nát thí mô xá nát thí mô há xá măng cha năng, nát thí tăng xá mà á đi. Lửa nào bằng sông, lưới nào bằng lưới ti, sông nào bằng sông ái, bản của Hòa Thượng Thích Ê lắm ăn sân cũng bị đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si ma, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Tâm Dân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Sip Ái Minh, Sip Xuân Mai và cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Kính mời cô. Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Cô Tu Nữ Thâm Ma Chá Rí, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Ấy mình kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Trần Đạo, cảm ơn chị Rạng Đông. Con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh số 251 ạ. Hai trăm năm mươi một. Nát thí ra ga sa mô ác ký, nát thí đồ sa sa mô ga hồ, nát thí mô ha sa măng cha lăng, nát thí tăng hà sa ma na đi, nát thí raga sa nát thi raga sa mô ác ghi, nát thi đồ sa sa mô ga hồ, nát thi mô ha sa măng cha lăng, nát thi tàn hà sa ma na đi, nát thi raga sa mô ác ghi, nát thi đồ sa sa mô ga hồ, nát thi mô ha sa măng cha lăng, đã thi tan hà sa ma na đi. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Na thi ra ga sa mô a kỳ, na thi đô sa sa mô ga hồ, na thi mô ha sa măng cha lăng, na thi tăng ha sa ma na đi, na thi ra ga sa mô a kỳ, na thi đô sa sa mô ga hồ, na thi mô ha sa măng cha lăng, na thi tăng ha sa ma na đi. Lửa tham ghê lắm mai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si ma, sông nào sánh được ai hà dòng sâu. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em đã trả bài xong, kính mời chị Xuân Mai. Em kính chào chị ạ. Kính mời chị. Dạ kính cảm ơn em mình. Con Xuân Mai, con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính lễ Đại Đức Pháp Tính, con kính lễ chư quý tăng ni, chư quý tăng, chư tỳ kheo ni. Dạ sư mai kính cảm ơn huynh Quốc Thana đã post bài dùm. Con xin đọc. Nát thí ga, nát thí ra ga sa mô ác phi,
Na thi đồ sa ma nô gá hồ. Na thi mô há sa măng chà lăng. Na thi tăng há tăng hà sa ma na di si. Na thi ra gá sa mô ác di. Na thi đồ sa ma nô gá hồ. Na thi mô há sa măng chà lăng. Na thi tăng há tăng hà sa ma na di. Na thi ga sa ma no a ghi Na thi đô sa sa mô ga hô Na thi mô sa ma năng sa năng Na thi tan ha sa ma na chi Na thi ra ga sa mô a ghi Na thi đô sa sa mô ga hô Na thi mô sa ma măng cha lăng na thi tăng ha sa ma na chi lửa nào bằng lửa tham chấp nào bằng sân hận lưới nào bằng lưới si sông nào bằng sông ái bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu lửa tham ghê lắm ai ơi hận sân cũng vậy đối đốt người đốt ta lưới nào bằng lưới si ma sông nào sánh được ái hà dòng sâu báo ngữ hòa thượng giới đức và kính mời huynh Quách Thanh Á và kính cảm ơn huynh ạ. Dạ sa tu lành thầy kính đại cảm ơn xin sinh mai nam mô Buddhaya nam mô Thammaya nam mô Sanghaya kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo đức Phật giáo pháp và chư tăng kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung và con xin được kể trình pháp cú số 251 và kính cảm ơn xin nhiệt thành xin trạng đồng xin ái minh xin trần đạo cho biết nghe rõ nati raga samogi nati dosa samoga ho nati soha samang chalang Nát thi tan ha sa ma na di Nát thi ra ga sa mo a hi Nát thi do sa sa mo ga o Nát thi mo ha sa mang cha lang Nát thi tan ha sa ma na di Lửa nào bằng lửa tham chất nào bằng sân hận lưỡi nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Bản dịch của Ngài Minh Châu, lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người, đốt ta. Lưỡi nào bằng lưới si ma, sông nào sánh được, ái hà, dòng sâu. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức, Nam Mô Buddhaya, con xin được xuống mic. Anh mời Sita Nhật Huỳnh nhé. Xin mời Sita. Kính chào đạo tràng. Dạ, thú tha số kính cảm ơn tất cả những vị đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, Như Quỳnh cũng xin sám hối. Dạ, nãy giờ Như Quỳnh không tặng hoa cho vị nào hết. Hoan hỷ cho Như Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Thà, dạ, Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp đã bài chưa Tâm Pháp? Tâm Pháp có nghe được âm thanh Như Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Mời Tâm Pháp nha. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tề Nhẫn. Và đại đức Pháp Tính. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Và con kính tri ân đạo tràng. Dạ con biết âm rõ, dạ con xin phép kệ câu Phật ngôn 251. Na thi ra ca sa mô a ki na thi đô sa sa mô ga hô na thi mô ha sa măng cha lăng na thi
samanadi. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si ma, sông nào sánh được ái hà dòng sâu của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân đạo tràng, kính tri ân Xích Nhật Quỳnh, nhà tâm pháp, kính mời Xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú kính cảm ơn tâm pháp. Dạ cảm ơn Xích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá một lần nữa. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ kính bạch đại đức Phát Tính. Dạ tới giờ con chưa có thấy đại đức Tịnh Đạt vào đạo tràng, mà con cũng điện thoại cũng không được. Ồ dạ vậy là đại đức Tuệ Nhẫn điện khuyết. Dạ con tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Lá chị cầu em mình. Cảm ơn Xích Tâm Phương, Xích Tần Đạo, Xích Rạng Đông, cô tu nữ Tuệ Duyên đã hoan hỷ lên kệ kinh, và chúng con cũng thành kính thành lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài Pháp Quốc Kỳ Đố 251. Dạ bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới là câu Pháp Quốc Kinh số 252 mà được đại đức Tuệ Nhẫn điểm huyết cho đại đức Tịnh Đạt. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước, minh quang luôn chờ trời đố mọc đặng nhờ ánh sáng, trở hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng thi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lọc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ càng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ trước khi con thay mặt đạo tràng thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ điều khuyết cho đại đức Tịnh Đạt ngày hôm nay. Dạ lúc nãy con nghe sư nói là sư ngày hôm qua sư giảng tới hơn 8 luôn, mà rốt cuộc thì sư rất mít. Dạ ngày hôm qua thì con chúng đạo tràng chúng con được may mắn đại đức Pháp Tính điền khuyết. Dạ nhưng mà con cũng thỉnh sư thay mặt đạo tràng cũng thỉnh sư, sư đừng thuyết quá 8 giờ, tại vì chúng con 8 giờ phải có mặt ở bên lớp học của Thá Thăm Má rồi, Phật tử cũng như dàn anh si cũng có phải có mặt ở bên đó, nên sư quan hỷ kết thúc sớm một chút ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô
Thammaya Namo Sanghaya. Tại cái thói quen của sư chia sẻ lên thành thử, sư cố gắng để sửa lại cái chút nữa để cho nó phù hợp một vài phút. Dạ, bây giờ con xin, hôm nay là ngày của sư huynh Tịnh Đạt mà chắc sư huynh mất công việc nên là Đức Pháp Tính có gọi điện. Chắc Đức cũng bận nhiều công việc để thuyết giảng các kinh khác nên hôm nay chúng con xin thay mặt điểm khuyết cái bài pháp của sư huynh. Và trước khi vào bài pháp, con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý để đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwademi swakato phagawata thammo thammang namasami supatipanno phagawato sawakasangho sangkhang namami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài diệt tận vô minh và phiền não. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Nhưng ai có niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu ba la mật, thành tựu đạo quả. Do phước báo phát sanh đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa. Và kính chia phước lành này đến tất cả các đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này và tiến tu trong giáo pháp của Ngài, ngõ hầu sớm chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, chúng con xin báo một tin vui là chúng con sẽ sắp chuẩn bị làm xong một cái chánh điện và đất mới và khu đất ở mới để cúng dường đến chư tôn đức tăng, để làm một món quà kỷ niệm trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Hôm nay chúng con xin chia sẻ đến chư đại đức tăng câu kệ số 252. Trước khi vào bài kệ này, chúng con xin đọc và trích nghĩa từ vựng. Sudas sang vichcha manye sang atano pana dutta sang pare nang hi so vachani opu nati yatha phu sang atano pana cha de ti ka linh wa kitawa satho. Sudasang vaccha manye sang atano panadusanam pare sang hi so vacchani opunati yatha phusang atano pana cha de ti katling wa kitawa satho. Và được dịch theo nghĩa văn xuôi là: lỗi của những người khác thì dễ nhìn thấy, còn của mình thì khó nhìn thấy. Kẻ ấy sàng các lỗi của người, chính những người khác như là sàng hạt lúa lẫn ở trong gạo, còn che giấu của mình như là kẻ đánh bạc gian lận che giấu quân bài xấu. Đó là cái văn xuôi của cái bài kệ này.
Cái câu đầu tiên nghĩa của nó là su đá xăng, quách chắc manh như xăng. Chúng ta biết là cái từ su đá xăng, từ đá xá đó, cái động từ của nó là đá xá tí. Nhưng mà ở đây thì cái căn của nó là căn điếp, ở đây nó là danh từ đá xá. Tiếp đầu ngữ của nó là xú. Gồm nó gồm là một nhóm từ đá xá. Xú, cái tiếp biến ngữ xú của nó đi về phần đầu. Nó có hai từ nên được gọi đó là một nhóm từ. Nó là một nhóm từ thuộc về trung tánh. Và ở câu kệ này chúng chia theo chủ cách là dễ nhìn thấy. Xú thì chúng ta biết tiếp đồng ngữ của nó là sự tốt đẹp, cao thượng hay là khéo léo. Hay là dễ. Căn điếc tức là thấy. Thấy. Mà trong cái nghĩa này, cái thấy này đó không phải là thấy bằng mắt, mà thấy bằng cái sự mà cái tâm của chúng ta tìm lỗi. Tiếp theo là cái từ quách chá. Quách chá, quách chăng là một cái danh từ trung tâm. Câu kệ này chúng chia theo chủ cách là những lỗi lầm đều cần tránh xa. Anh nhá xăng á, hay là manh nhá manh nhăng thì chúng ta biết là cái khác. Anh nhê xăng tức là anh nhá anh nhăng á. Anh nhá anh nhăng nó là một cái tính từ nam tánh, và ở đây chia theo sở thuộc cách số nhiều là của những người khác. Của những người khác. Và chúng ta biết là tất cả các pháp hữu vi thì nó đều có sự khiếm khuyết. Mà chúng ta thì luôn luôn đi tìm những cái lỗi lầm, thì hỏi làm sao mà chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi được. Tiếp theo cái câu kệ nữa là Atano Pana Dut Dasang. Atano tức là Atta chỉ cho mình, cho chính mình, cái tự ngã của chính mình. Và Atalo, Atta nó chia theo sở thuộc cách thì nó trở thành Atano. Còn cái từ đút đá xăng thì chúng ta biết là nó cũng là cái căn điếp, tiếp đầu ngữ của nó là đút. Danh từ trung tánh chia theo chủ cách. Đú là chỉ cho cái sự khó. Khó hay là xấu xa hay là xấu ác. Tiếp đầu ngữ đú. Như vậy là của mình thì khó thấy. Mà quả thật tâm của chúng ta luôn luôn là khó thấy được những cái phiền não này. Vì trước đó là chúng ta luôn luôn so sánh ngã mạn rằng là, hay là chúng ta ngã mạn vì không chấp nhận cái kia, người kia giỏi hơn mình, đức hạnh hơn mình, vân hay là bằng mình hay là thua mình á. Nên là cái tìm nổi cái sự ganh tị này nó mới có mặt.
Tiếp theo là Uam Paresanghi So Vachani Opu Nati Yatha Phusang. Vachani thì chúng ta biết nó là vachá, là danh từ trung tâm chia theo đối cách số nhiều. Xem trên. Opu là tí. Cái căn của nó là căn pu cộng với na cộng với tí. Và tiếp biến ngữ của nó là á quá. Một cái động từ, tha động từ chia theo thể hiện tại là sàng, phanh phui, tìm kiếm. Tiếp động ngữ á quá hay là ô đó. Nghĩa của nó là khỏi, căn pú của nó là làm sạch. Phú xăng, chúng ta biết cái từ phú xăng là từ phú xá. Nó là danh từ trong trung tánh và ở đây chia theo đối cách. Phú xá là chỉ cho hạt lúa hay là chấu, nó lẫn vào trong gạo. Atano là của mình. Cha đê tí là cái căn của nó là căn chát cộng với ê cộng với tí. Nó là động từ. Và cái nghĩa của nó là che giấu, che đậy hay là phủ kín, giấu giếm. Cá linh thì chúng ta biết cá lý là một cái danh từ nam tánh. Trong câu kệ này chia theo đối cách là những cái quân bài. Thì chúng ta biết là bất cứ ở trên đời này, chúng ta biết bất cứ chơi một cái loại bài gì thì tất cả những cái con người đó đều muốn thắng. Do vậy mà chúng mọi cách để gian lận. Nên người ta gọi là cờ thì nó gian, bạc thì nó lận. Kitawa thì chúng ta biết Kitawa nó là một cái danh tính từ nam tánh và chia theo chủ cách là kẻ cờ bạc. Kẻ cờ bạc. Sát thô hay là sát thá đó là một cái tính từ nam tánh. Câu kệ này chúng chia theo chủ cách nên là nghĩa của nó là gian lận, biển lận. Và nhờ cái ví dụ mà Đức Phật dạy cái câu kệ này, Ngài đã nói rằng là thật khó mà thấy được những cái lỗi tâm của mình. Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sàng chấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và cái câu kệ này thì qua cái giai đoạn 2 thì kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa quý vị, cái câu kệ này thì tích chuyện này thì được Đức Thế Tôn thuyết ra. Mà cái này chúng ta phải nhớ là cái câu chuyện này nó có sau rất nhiều trăm năm. Và chúng ta đọc những cái câu chuyện thì có những cái câu chuyện nó nghe rất là hợp lý.
Còn có những câu chuyện thì nếu chúng ta có trí tuệ, chúng ta tinh tế, chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều điều. Mà thôi, chúng tôi chỉ chia sẻ những cái gì nó đang có mặt. Còn tất cả những cái câu chuyện chúng ta hãy đã đọc rất nhiều rồi và nó không đưa chúng ta đến bờ giác ngộ được. Vì sao vậy? Vì trí tuệ nó không lớn lên từ câu chuyện, từ khái niệm. Trí tuệ nó lớn lên từ cái pháp học, nhưng mà cái pháp học ở đây không phải là câu chuyện đâu, mà chính là học về các pháp nó đang sanh và diệt, đang có mặt, đang hiện hữu ngay nơi thân tâm. Chúng ta hãy phá bỏ mọi thứ để mà tiệm cận dần với những thực tại, để con đường tứ niệm xứ nó mới thực sự hiện khởi trong đời sống. Nhưng mà pháp cú thì chúng con vẫn đọc đến Chư Tăng những cái câu chuyện đầy đủ, nhưng mà câu chuyện thì chúng ta đọc quá nhiều rồi, và ai ai cũng đọc rồi. Nếu mà chúng con đọc lên nữa, chúng con giải thích ở trong câu chuyện, dẫn giải trong câu chuyện, thì quý vị cũng thấy là vị sư này không có cái gì cả mà chỉ là lố bịch thôi. Bởi vì câu chuyện thì người ta đọc qua đọc lại rất rất là nhiều, và câu chuyện thì kể suốt năm này qua năm kia thì nó cũng không hết. Nên do vậy con chỉ tóm tắt những cái câu chuyện, còn chúng ta đi vào cái nghĩa của bài pháp. Và pháp cú này thì Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Chatiya và gần thành Phát Đí Giá, đề cập đến trưởng giả Mên Đá Cá. Và cái tương truyền rằng chúng ta trong cái thành, trong khi mà đi vân du á, ở cái xứ Anguttara, thì Đức Thế Tôn quán xét và thấy được rằng là ông trưởng giả này, Mên Đá Cá này, cùng với cái người vợ tên Chanh Đá Phát Đú Ma Nguyệt Liên, và cái người con trai là Thá Ranh Chá Giá Tài Thắng. Và chúng ta biết là Thá Ranh Chá Giá này hình như là của cô Wisakha đó. Sư xin lỗi. Người con dâu là Sumana Devi. Sumana Devi, đúng rồi. Và cái cô cháu gái là Wisakha, đúng rồi. Cháu gái của ông trưởng giả này là cô Wisakha chứ, là Thiện Chi. Và cái người đầy tớ tên là Puna, tức là viên mãn. Thì tất cả cái người này đều có những cái duyên lành để chứng quả Tu Đà Hoàn. Nên là Ngài mới đi đến và ngự đến cái thành Phát Đí Giá, và Ngài an cư mùa mưa trong cái rừng Chatiya. Và khi đó trưởng giả Mên Đá Cá hay tin Đức Thế Tôn đã ngự đến. Thì cái từ Mên Đá này đó, theo Ngài dịch đó, Ngài Pháp Minh Ngài dịch đó, thì cái người ta đồn rằng là cái phía sau của cái nhà trưởng giả, trong một cái khoảng đất Cá Ri Xá rất là lớn và có nhiều cái con cù, nó bằng vàng, nó to lớn cỡ con voi. Vậy chúng ta thấy bằng vàng cỡ con voi thì nó không có hợp lý không? Để con ngựa, con bò mộng, và nó đội đất, nó hiện ra đúng với, nó đứng rồi lối đuôi nhau, nó đâu lưng cùng nhau, chật cả cái khoảng đất. Và trong miệng của chúng thì những cái cuộn chỉ khi nào cần thì người chủ nhà hay là ai đó chỉ cần dùng 5 cái món thuốc như là bơ, sữa, mật, đường, dầu, vải vóc, y phục hay là vàng vòng, vàng thô, thì người ta móc cái cuộn chỉ trong cái miệng của con dê này ra. Thì chỉ một con cũng đủ cái số lượng sữa, đường, bơ hay là vàng ròng, vàng thô cần dùng cho tất cả cái dân chúng trong cái cõi Diêm Phù Đề. Chúng ta đọc đến đây là chúng ta thấy là cái sự tưởng tượng của nhà văn là quá lớn.
và lên trưởng giả có tên gọi là Mendaka. Thì ở đây lại kể về cái tích truyện trong cái quá khứ, là nói rằng là cái vị này trong cái kiếp quá khứ đó thì đã tạo những cái thiện nghiệp gì trong quá khứ. Và theo truyền thuyết vào thời Đức Phật Vipassi thì ông có cái người hậu cận là trưởng giả Awarachawa, và ông cũng đồng tên như cái cậu của mình. Thì bây giờ cái người cậu dự kiến xây dựng cái hương thất, và ông đến gặp mặt cậu và đề nghị: thưa cậu, hai cậu cháu mình hợp tác nhau để mà làm cái này. Và cái người cậu thì không có muốn làm chung với ai cả, và cái người cậu đó chỉ làm phước một mình thôi. À, khi mà bị cái người cậu trong cái kiếp đó từ chối trong cái sự hợp tác như vậy, thì ông mới khởi lên cái tiền kiếp của ông mới khởi lên và nghĩ thầm rằng: khi nào cái hương thất này cất xong thì ta sẽ cất thêm một cái tượng đình Kuncha Rasana. Và thế rồi ông khiến người mang vật, những cái vật liệu từ rừng về, và dựng thành một cái cây trụ cột cẩn bằng vàng, một cây cẩn bằng bạc, một cây cẩn bằng ngọc mali, tất cả những cột kèo. Thì chúng ta biết rằng có những chỗ thì nói rằng thế giới chỉ có mấy cái viên ngọc mali thôi, còn ở câu chuyện này thì một cái cây cột mà cẩn hết bằng cái ngọc mali. Thì tất cả những cái cột kèo, đòn tay, gạch cửa, ngoài cửa cái, cửa sổ, mái hiên, nóc mái, lợp thì ông cũng đều cho cẩn bằng vàng, bạc, ngọc, mali như thế. Rồi đối diện với hương thất thì ông cho dựng lên cái ngôi tượng đình của Đức Như Lai toàn bằng bảy báu. Trên nóc tượng đình thì có ba cái tháp nhọn, bên dưới thì bằng vàng khối, và bên trên thì bằng ngọc san hô. Và ngay chính giữa tượng đình thì ông cho làm một cái nhà bằng bảo ngọc, và cho thợ làm bốn con trù bằng vàng kê ở dưới chân pháp tọa, làm thêm hai con trù nữa để làm cái ghế kê chân, và sáu cái con khác cũng làm bằng vàng để bao quanh cái ngôi giảng pháp đường bên dưới pháp tọa. Ông cho dệt bằng chỉ thường, và lớp giữa là chỉ vàng, và bên trên là chỉ bạc. Còn chỗ dựa lưng của pháp tọa thì là cái gỗ chiên đàn. Sau khi mà hoàn tất cái ngôi tượng đình đó thì ông tổ chức những cái lễ khánh thành và cung thỉnh Đức Thế Tôn là Ngài Quý Bác Si đó, thì cùng với 6.800.000 tỳ khu đến dự lễ. Chúng ta thấy không biết cái số lượng đó có đủ đáp ứng và những ai để làm đủ cái đồ ăn cho 6 triệu vị hay không. Và rồi cúng dường bậc thực suốt 4 tháng. Đến ngày cuối thì ông cúng dường tam y đến toàn thể chư tăng, thì mỗi bộ trị giá là cả 1.000 đồng ca ha pa tha. Và trong thời Đức Phật Vipassi thì ông đã tạo phước lành như thế, lên luân chuyển ở cõi nhân thiên cho đến kiếp hiện tại. Thì ông tái sanh vào một cái gia đình, gia tộc trưởng giả ở cái thành Varanasi, và được chức trưởng giả nơi cái thành đó. Và rồi một hôm thì vào trong cung thì ông hầu đức vua và ông mới gặp được cái vị quân sư tế tự và hỏi rằng: thưa quân sư, ngài vẫn thường xem thiên văn để mà tiên đoán về cái quốc sự đấy. Thì cái vị quân sư này mới: phải rồi, thì tôi vẫn thường làm việc này, ngoài ra thì tôi còn có đảm nhận cái việc gì khác đâu. Thì lúc này cái vị trưởng giả này mới xin quân sư là cho biết cái tình hình trong nước là như thế nào.
Thì vị quân sư đó báo rằng là sẽ có một cái thiên tai rất là nặng nề, và cái thiên tai này là một cái lạc đói nó sẽ hoành hành trong suốt 3 năm. Khi mà được nghe cái lời tiên đoán như vậy thì cái vị quân sư trưởng giả thành Varanasi đó rất là tin tưởng và về mới đúc thúc tất cả những cái người nhà làm thật là nhiều ruộng và xuất hết tiền của hiện đang có mua chữ thóc gạo thì cho xây dựng những cái nhà kho, rất là nhiều ngàn cái nhà kho, cái vựa chứa lúa, và đổ đầy vào những cái vựa đó. Thì khi kho hết cái chỗ chứa lúa đó thì ông cho đầy các cái hũ, lưu hũ vàng, cho đào cái hố chôn ở dưới đất. Và số còn dư á, thì sau đó ông cho nhào lộn cùng với đất sét rồi chét lên cái bắp nhà. Thì một thời gian sau á, thì cái nạn đói này nó xảy ra, và ông cho lấy cái số lúa được tích trữ ra để dùng. Và khi cái số lúa để mà dành trong các kho, các cái đồ đựng đã hết sạch rồi, thì trưởng giả triệu tập tất cả những cái gia nhân đến và bảo là bây giờ không có cái vật thực để nuôi, cho các cái người này hãy vào trong núi, trong rừng để sống chung với nhau, và đến cái thời hết nạn đói thì chẳng ai muốn về với ta thì về, còn bằng không á thì cứ ở luôn ở nơi đó. Thì tất cả mọi người đều đi hết, và gia đình ông trưởng giả thì chỉ còn 5 người, hai vợ chồng với một người con với người con dâu, và cùng với người hầu này. Và khi mà hết gạo á, hết tất cả các cái á, thì lúc bấy giờ thì nó chỉ còn những cái hạt lúa ở trong đất, đắp trên tường á, thì bà ông mới bảo những cái người nhà đó thì đập những cái đất nó nhỏ ra để lấy những cái hạt lúa đó để mà xây lên, chóc vỏ ra để còn giờ lạc đói nó đến cái cùng cực rồi. Và người vợ làm như vậy thì xây ra chỉ còn được một ít gạo để mà nấu cơm hay nấu cháo. Thì khi mà trưởng giả đi chầu vua về thì ông bảo với vợ rằng là tôi đói bụng quá, có chi để cho tôi ăn. Thì nói không có chi thì vợ ông mới lại nói rằng thưa ông, chỉ còn có một ít gạo. Thì người chồng mới nói bà để ở đâu. Thì người vợ thấy là cái làn đói nó xảy ra như vậy thì mới làm xong, mới chôn dưới đất. Bởi vì chúng ta biết là bất cứ khi nào cái làn đói chiến tranh xảy ra thì trộm cướp, là người hiền cũng trở thành trộm cướp rất là dễ dàng. Thì làn đói thì nó rất là nhiều trộm cắp. Vậy thì bà đó mới rất là khôn khéo để chôn ở dưới đất vì e sợ trộm cắp. Người chồng mới biểu là bà hãy đào lên lấy một chút ít để nấu cơm. Thì người vợ mới nói rằng là nếu cái số này nấu cháo thì ăn được 2 ngày, còn nấu cơm thì chỉ được một bữa thôi. Nhưng mà người chồng mới nói thôi hãy nấu cơm cho tôi ăn. Nhưng mà khi nấu cơm vừa xong chín tới á, thì Đức Phật độc giác Ngài quán xét với cái thần thông thắng trí của mình, và Ngài suy xét khi Ngài nhập thiền diệt thì Ngài rời thiền diệt xong. Thì chúng ta biết là thiền diệt thì nhập trong 7 ngày, và khi rời ra đó thì cái thọ khổ nó xâm liền, nó báo hiệu cái sự đói và nó nóng rát ở dưới cái bụng. Thì Ngài mới quán xét làm ai là những cái, với khung cảnh này thì ai là những người sẽ bố thí cho ta. Thì Ngài quán xét rằng nhà cái ông trưởng giả này, Ngài thấy rằng có cái tâm trong sạch, thì Ngài mới đi đến. Và lúc này Ngài trưởng giả thấy Đức Phật độc giác thì Ngài rất là hoan hỷ, tâm hoan hỷ sanh lên. Và do nhiều đời đó thì cái trí của Ngài khởi lên, do rằng là ta không có bố thí,
nhiều, thường xuyên. Nên là ngay kể cả bây giờ ta là những người trưởng giả giàu có nhất như vậy, nhưng mà rồi thì cái pháp vô thường đến thì ta cũng lại nghèo hèn và đói khát như thường. Thì vị này mới không nhịn ăn và đem đi cúng dường cái cơm đó cho chư Phật độc giác. Và cả cái gia đình đó đều phát nguyện rằng là từ đây cho đến khi giác ngộ giải thoát á, thì kiếp nào sanh ra cũng không bao giờ bị đói khổ, vân vân. Thì quý vị đã đọc cái câu chuyện này rồi, chúng con chỉ tóm tắt. Và rồi một hôm á, thì cái vị trưởng giả Mên Đá Cá này mới đi theo, mới chiều đến thì thấy Đức Phật chuẩn bị giảng pháp á, thì vị này mới đi đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì trên đường đi đó, những dân làng mới phỉ báng, mới nói rằng vị Sa Môn Gotama, sao ông Mên Đá Cá sao không theo những cái pháp hữu vi? Bởi vì pháp hữu vi thì có sanh, có hiện hữu, thì mới có cuộc sống. Còn theo Sa Môn Gotama thuyết về cái pháp vô vi, thì khi mà đến, ông cũng nặng thinh và ông đi đến Đức Phật và ông nói lên cái điều đó. Và Đức Phật mới nói rằng là này trưởng giả, đối với những chúng sanh này, dầu lỗi của họ có lớn đến đâu, họ cũng không thấy. Còn người khác không có lỗi gì, họ cũng bịa đặt ra mà nói như là sàng, sảy, chấu vậy. Quả thật khi mà ngày xưa chúng tôi cũng vậy, khi chưa hiểu giáo pháp của Đức Phật thì cái tâm này nó luôn luôn đi tìm các lỗi lầm. Khi mà chưa vào trong tăng chúng, còn là cư sĩ thì đảnh lễ rất là tốt đẹp đến chư tăng. Nhưng mà khi mình được đắp chiếc y rồi, mình nghĩ người này ngang hàng với người kia, mình cũng là một vị sư, vân vân. Thì mình thấy rất nhiều những cái lỗi lầm của người khác. Mình thấy không phải bằng trí tuệ, mà mình thấy bằng cái sự ganh, bằng cái sự ganh ghét. Bằng cái sự trù dập, bằng cái sự nói sau lưng, chứ không phải bằng cái sự thật sự thấy pháp và lân đỡ, tỏ bày. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong chùa hay bất cứ ở đâu thì các pháp chúng diễn ra theo quy luật của chúng. Chúng chẳng chừa một ai cả. Hãy luôn luôn nhớ điều đó. Và người nào thấy pháp thì sẽ không bao giờ còn chấp cứ, còn giận ai, hờn ai nữa cả. Và tình thương, sự từ bi không có cao ngạo, luôn luôn có sự tôn kính. Nếu mà là bậc trưởng lão, trưởng thượng thì luôn luôn tôn kính đảnh lễ. Còn những người thấp hơn thì luôn luôn có sự nâng đỡ, chứ không còn có cái sự ganh tị bỏng sẻn nữa.
Nếu như chúng ta thực sự đi đúng giáo pháp của Đức Phật là như vậy đó. Đó là con kể cái câu chuyện đến cho chư Đại Đức Tăng, và bây giờ chúng ta đi vào cái bài pháp này. Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sàng chấu trong gạo, còn lỗi mê đậy như kẻ gian giấu bài. Chúng ta biết những người đi tìm lỗi lầm của người khác toàn là vô minh, làm cho vô minh lớn dần, làm cho ganh ghét lớn dần, làm cho xa bậc trí dần, làm cho xa bản thân dần, làm cho xa những cái bậc hiền thiện dần, làm cho xa cái tâm từ dần, chỉ làm tăng trưởng cái ngã mạn, chỉ làm tăng trưởng cái ác pháp, chỉ làm tăng trưởng cái ganh tị, cái tật đố, chỉ làm cho tâm mình co rút. Và chúng không bao giờ đạt được bất cứ một điều gì hạnh phúc cả. Nhưng mà phiền không cho chúng ta dãy dùa nếu chúng ta không thực sự hiểu được chúng. Như vậy chúng ta thấy đời sống hàng ngày của chúng ta, tâm của chúng ta rất nhỏ mọn, nó chỉ ở trong cái phạm vi sân thấy nghe ngửi nếm dụng thôi, nó chưa có mở rộng được những cái tâm từ ra vô biên được đâu. Nếu chúng ta không hiểu pháp, tâm của chúng ta nó chưa vô lượng được đâu. Ngày nào mà chúng ta còn thích người này, ghét người kia, thì tâm của chúng ta nó vẫn ở cái dạng mà ngạ quỷ súc sanh Atula nhiều mà thôi. Khó không? Khó quá phải không? Và chúng ta nhớ rằng là phải luôn luôn nhớ là ở đây Đức Phật dạy là gì? Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sàng chấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Ở đây là gì? Có sự ngã mạn, ganh tị, tật đố, luôn luôn đi tìm lỗi người khác, cho rằng những cái điều người khác làm được mình không làm được, mình ngã mạn, mình ganh tị, và tâm của chúng sanh là như vậy. Đặc biệt là con người với nhau, chứ còn chúng ta ít có ngã mạn với những con thú, con khiết này kia lắm. Và tâm của chúng ta thì hở ra một cái là nó tìm lỗi người, hở ra một cái là nó tìm lỗi người. Và dầu không có ở, không có ai ở đó, nó cũng suy nghĩ về những cái con người này, con người này, người kia. Nói rằng người này sao mà ngu thế, người này sao mà ác thế, người này không xứng đáng, người kia không xứng đáng. Mà chúng không biết rằng những cái tâm đó là toàn là những tâm bất thiện, chúng sanh khởi suốt cả ngày. Như vậy ở đây chi pháp của chúng là tham và sân, phải không? Tham và sân, tham và sân. Và cái tôi, cái tôi, lúc nào cũng có cái tôi nó ẩn hiện. Nhưng mà rồi cái con đường Bát Chánh Đạo và con đường Tứ Thánh Đế này sẽ diệt tận được chúng mà thôi. Khi chúng ta hãy bắt đầu từ đây. Từ đây là từ đâu? Nếu không có thực tại, nếu không có một cái gì sanh khởi, thì liệu rằng có ganh tị, có tật đố, có bỏng sẻn sang tham được không?
Nếu như mà tất cả cái thế giới này chỉ là những pho tượng, có sang tham phải không? Ngay kể cả cái bức tượng chế định bằng Đức Phật đẹp thì vẫn có sự sang tham. Không có đối tượng thị giác thì không có sang tham. Không có cái thấy thì cũng không có sự ganh tị. Nhưng mà cái được thấy thì chúng không ganh tị với ai hết. Từ thuở ngàn xưa và đến mãi mãi về sau là như vậy. Và cái thấy thì chúng chưa biết đây là đông người. Chúng chưa biết đây là đàn bà. Chúng chưa biết đây là đàn ông. Như vậy thì cái thấy và cái được thấy chúng cũng không bao giờ ganh tị. Chúng không bao giờ tìm nỗi của ai cả. Cái nghe cũng vậy. Cái nghe nó không có ganh tị với âm thanh. Một cái sanh khởi đầu tiên khi mà chúng ta thức dậy, cái nghe nó không có ganh tị với âm thanh nào hết. Âm thanh cũng không có ganh tị với nó. Nó cũng không có tìm lỗi lầm từ âm thanh. Như vậy để cho chúng ta thấy rõ ràng là sau khoảnh khắc đó đã bị vô minh, đã bị tham ái trói buộc, đã bị cái dòng suy nghĩ, suy tưởng sai lạc về các pháp cho rằng có đàn ông, đàn bà, có tôi, có ta. Và nếu như chúng ta không thực sự hiểu về những thực tại trong đời sống hàng ngày thì sao? Thì trí tuệ không có mặt. Và tìm lỗi thì không bao giờ hết được những đối tượng thị giác. Âm thanh, màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh. Và nếu chúng ta không hiểu được về các thực tại pháp hữu vi này, bản chất của chúng là khiếm khuyết và lỗi lầm, thì không có sự xả ly lọc cả. Và chúng ta thấy đó rõ ràng, Đức Thế Tôn là bậc toàn tri diệu giác, nhưng mà chúng sanh thì vẫn cứ ngà lỗi lầm thôi. Như vậy Phật không diệt trừ vô minh cho ai được cả. Hãy nhớ rằng Đức Thế Tôn giác ngộ, giải thoát toàn triệt chỉ với cái dòng tâm thức của Ngài. Và cái con đường tứ niệm xứ và tứ thánh đế không phải là Ngài giảng pháp cho một ai đó, mà Ngài mô phỏng toàn triệt cái con đường ra khỏi sanh tử luân hồi. Và Ngài nói rằng
các con hãy khéo nghe tà như lý tác ý, thì các con sẽ thấy ra được các pháp mà Như Lai giảng dạy và chứng ngộ Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tìm lỗi người cũng là một pháp, phải là ai đó tìm lỗi. Và pháp này chính là một hành quẩn bất thiện thuộc về ngã mạn hay là thuộc về sân hận. Và nếu như chúng ta thực sự hiểu các pháp một cách chân thực nhất thì trên đời này nó chỉ có các tính chất như là cái thấy thì nó thấy đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác thì không có thấy mắt, không có thấy cái thấy. Nó tách biệt nhau ra như vậy thì có ai ở đó và nó diệt đi rồi. Thì trí tuệ nó xâm lên thì nó ganh tị với ai? Nó tìm lỗi ai đây? Và nó thấy được rằng là nghe cũng vậy. Nghe chỉ là một cái tâm nghe và cái âm thanh. Âm thanh thì không phải là cái nghe. Và cái nghe thì không phải là âm thanh. Cái nghe nó biết âm thanh, nhưng mà âm thanh muôn đời không bao giờ biết cái nghe. Và âm thanh nó cũng muôn đời không bao giờ biết được nhãn, nhĩ căn. Và nhĩ căn cũng không bao giờ biết được cái âm thanh. Nhĩ căn cũng không bao giờ biết cái nghe. Và cái nghe cũng không bao giờ biết nhĩ căn. Vì nhĩ căn là cái nơi lương cho cái nghe, chứ không phải là đối tượng của cái nghe. Như vậy thì rõ ràng rằng là nếu như chúng ta thấy các pháp nó đã, khi nghe là nó đã sanh diệt mất từ lâu rồi, nhưng mà tại sao chúng ta đi tìm lỗi? Là bởi vì sắc nó có sắc tướng, thọ nó có thọ tướng, tưởng nó có tưởng tướng, hành nó có hành tướng và thức nó có thức tướng. Như vậy là cái tướng của nó còn để lại. Như vậy là cái mà ganh tị tật đố này nó đã trải qua rất nhiều cái tâm nghe và đã đi vào lộ ý do vô minh, không hiểu về cái thấy cái nghe, rồi vô minh các cái lậu hoặc đã nhiều đời, do phiền não tích lũy đó mà dễ thấy lỗi người. Cái lỗi người ở đây thậm chí mà chúng ta không cần gặp người đó, không cần biết về người đó. Chúng ta chỉ nghe ai đó nói về cái người này sao mà xấu xa như vậy. Là tâm của chúng ta nó đã dựng lên cả một cái hình, cái dáng, cái vóc, cái suy nghĩ. Nếu người ta gặp cái người này thì nó như thế này, như thế kia rồi. Nhưng mà không có thực sự có người nào, có cái lỗi lầm nào còn ở đó cả. Chúng ta thực thì không có người lỗi lầm, mà chỉ có các tính chất lỗi lầm. Chúng sanh lên và diệt. Và trên đời này có ai không có lỗi lầm? Nếu mà không có lỗi lầm thì người đó đã đến bờ bên kia rồi. Và lỗi lầm nó không thuộc về ai cả, nó chỉ là một pháp hữu vi do duyên sanh. Nếu như mà không có cái thấy và cái được thấy thì nó cũng không có cái lỗi lầm ở đó. Do chúng ta thấy, do có cái thấy, do có cái được thấy
rồi mới có cái suy tư về cái được thấy đó. Mới có lỗi lầm. Bây giờ chúng ta mới nhớ rằng là tại sao mà con người, cái được gọi là con người đó là ác nhất, và cũng con người đó mà thánh thiện nhất. Do vậy nên nhớ là chúng ta thấy là tất cả trong mọi thế giới thì cái tầm suy tư để mà giác ngộ thành Phật toàn giác hay độc giác đó, thì chỉ có sanh làm thân tướng của con người, người nam, thì cái sự suy tư về các pháp này nó mới toàn triệt được thôi. Còn tất cả những cái chúng sanh ở thế giới khác không thể có được. Thì cũng vậy, ác nghiệp là con người tạo ra là khủng khiếp nhất. Bởi vì cái chi tâm nơi con người là rất khủng khiếp. Và cái thế giới này nó đa dạng, muôn màu, muôn vẻ. Chính là cái chi tầm này, nó là cái chân của thế giới. Và chúng ta biết cái người người nào mà không có hiểu pháp đó, thì cái bản ngã của họ, họ học một chút, được một chút, họ biết này biết kia, hơn người khác thì họ thấy người khác là lỗi lầm. Và nhất là từ cái ganh tị ngã mạn tốn cao. Cái này chúng ta biết là thấy lỗi lầm ở đây tức là thấy theo bất thiện, dòm ngó phán xét và cho mình là hơn người khác, chứ không phải là thấy lỗi lầm theo pháp. Hai cái đó khác nhau. Và nếu chúng ta để ý được rằng là có muôn vàn những cái đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh trong đời sống hàng ngày sanh khởi, mà chúng ta đi tìm những cái lỗi lầm, muôn vàn những cái hình ảnh có người này, có người kia, đi tìm những cái lỗi lầm, thì chúng ta biết là chỉ có những hạt tâm của chúng ta nó ghét, nó không ưa, nó mới tìm lỗi lầm. Còn những cái đối tượng nó đi qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, lúc tâm si của chúng ta nó sanh khởi, hay là lúc tâm thiện của chúng ta nó sanh khởi, nó đâu có tìm lỗi lầm. Hay là lúc cái tâm tham của chúng ta nó quyến luyến với cái người đó, đối tượng thị giác đó, nó không có tìm lỗi lầm. Như vậy rõ ràng rằng là chúng ta đã không thực sự hiểu về đối tượng, và cũng không hiểu về cái biết đối tượng. Những người mà chúng ta yêu mến thì dầu có họ có lỗi lầm bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta cũng phủ lấp hết, che chắn hết. Còn những cái đối tượng đó mà chúng ta ghét rồi, dầu thì họ có là bậc thánh, họ có là như thế nào đi chăng nữa, tâm của chúng ta nó cũng không bao giờ cởi ra được đâu, nếu chúng ta không hiểu về. Và chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có rất nhiều người ghét chúng ta, người thương của chúng ta cũng rất là ít ỏi, và tâm ta cũng vậy. Chúng ta chỉ thích những cái gì mà cái đối tượng nó làm duyên cho chúng ta thích mà thôi, và tất cả nó đều phụ thuộc vào nhân duyên hết.